Xin chào cả nhà, mình là kênh YouTube Người Cà Mau đây. Quá lâu rồi mình không có lên được cái clip nào hết, nên hôm nay mình ở dưới ruộng chăm sóc mẹ mình nên mình tranh thủ lên một cái clip. Chứ tin tức thì mình xem biết rồi mình gối não luôn, xoắn não luôn. Cả nhà biết không, bữa nay là gần trên mạng cái vụ Thiền Am bên bờ ruộng lúa là bị ngoái mũi lấy máu nhổ tóc gì tớ lã âm binh hết trơn. Nhiều kinh nó đưa lên nó nói là Thiền Am bên bờ vũ trụ là chắc là các ông giáo vô để lấy mẫu xét nghiệm ADN gì đây. Nói chung thì tất cả cũng là đoán đồn vậy thôi, chứ chưa có cái tin nào của cơ quan có thẩm quyền công bố hết. Nên mình cứ tạm tin theo những cái kênh YouTube mà người ta am hiểu, người ta dự đoán đúng lâu nay thì mình cứ nghe vậy đi. Nói chung bây giờ trên truyền thông nó rối loạn dữ lắm. Hết cái vụ thầy Jimmy Quỳnh bị khởi tố 29 tháng 9 gì nè. Người thì nói tới ngày đó người thì nói không chính xác. Rồi thêm các kênh YouTube ba hồi thì từ giả rời khỏi drama của Xeo Đẹp Nguyễn Phương Hằng của tôi. Người thì nói là 7 thôi chứ chưa phải thôi, tất cả dân dân và dân dân. Mình cứ chờ thời gian sẽ trả lời. Chứ nhiều kinh tôi vô nó nói thiên thần thổ võ không, mới đầu đâu biết không tin theo nó tưởng là như vậy. Mừng hụt không nhưng mà không phải. Nay nói này mai nói khác, ông nói gà bà nói vịt, đủ thứ trên đời. Nên thì thôi, mình cứ chờ chỉ có thời gian là minh chứng tất cả thôi. Chứ bây giờ không có thể nghe bất cứ theo ai được, giờ thiệt là không tin ai được. Niềm tin cạn kiệt. Rồi nhiều cái buồn bực trong lòng, buồn bực cái nhân tình thế thái. Xã hội đảo điên, lòng người thay đổi, lật lọng, bất chấp mọi thứ. Mình cảm thấy mình hụt hẫng, buồn bã, thất vọng, mất niềm tin ở cuộc sống. Nói chung dân dân và dân dân cảm thấy là chán nản. Nhưng mà cũng phải tiếp tục thôi chứ biết sao giờ. Mình cũng dư sức biết là cuộc sống nó phải gì. Có hụt hẫng, có thất vọng, có oán thán kiểu nào thì cũng phải tiếp tục thôi. Làm sao có cái gì mà ưng ý được đâu. Biết rằng không ưng ý nhưng mà chứ phải đỡ đỡ thôi. Còn được một chút niềm tin thôi. Mình cũng cảm thấy an ủi, cũng cảm thấy còn ham vui sống. Đằng này chả có chút niềm tin nào ở cuộc sống hết. Miễn lên mạng coi á, thì logo của ngành y tế thì con rắn ngậm phong bì. Xin việc á, thì nhiệt tình nói là thiếu cán bộ y tế, nhưng mà ra trường bác sĩ rồi muốn xin được cũng chần ai khoai cũ, xì xà xì sụp. Chắc là cũng không có hiểu được cái logo con rắn ngậm phong bì nên nó còn chày chặt đủ thứ. Thôi sao đâu mình cũng không hiểu luôn. Nói chung là chán nản lắm, thất vọng lắm. Còn Xeo Đẹp Nguyễn Phương Hằng của tôi thì ba hồi thì nghe nó nói là thắng lớn rồi, sắp được ra rồi, cũng chả có thấy tâm hơi gì luôn, tá lả hết trơn. Rồi người thì nói là tội nặng, người thì nói là không sao, tội nhẹ. Ôi trời ơi, bây giờ loạn thông tin luôn, loạn tin tức luôn, không có biết. Giờ chỉ có nước là chờ cơ quan chức năng, phải chờ thời gian nó minh chứng tất cả. Chờ chừng nào em đẹp của tôi về, chừng nào em ấy khỏe khoắn, em ấy lên livestream rồi mới biết. Mới mà còn mới xem mạng thấy là em Hằng của tôi đang viết nhật ký trong tù nữa chứ. Không, cái đó thì thấy hay hay á nè, thấy cái đó khoái. Tôi thì khoái cái đó đó, nếu em Hằng tôi mà xuất bản được một cuốn nhật ký trong tù á, hơn nửa năm ở trong đó đó, là xuất bản được cuốn nhật ký trong tù hấp dẫn nữa là tôi ngưỡng mộ dữ luôn.
chị ai nói gì nói, ai muốn nói nghiêng nói ngã, nói em đẹp tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi vẫn luôn luôn ngưỡng mộ em đẹp Nguyễn Phương Hằng của tôi. Vậy thôi, đến vào hoàn cảnh em ấy đi thì mới biết. Nhưng mà nếu mà tôi mà vào quá như em ấy thì tôi chả thèm làm gì, tôi đi chu du khắp thế giới, tôi tự xài hơn, tôi khỏi có lo cho ai. Đúng là ích kỷ em, đúng là không có bằng một góc của em đẹp. Người ta nghĩ cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, bà con nghèo, nghĩ cho đất nước, còn mình không có nghĩ rộng hơn, mình ích kỷ quá nên mình không có được giàu như người ta. Cái đó đúng rồi em, chịu rồi. Mà tại vì mình cũng thiệt tình, có sao nói vậy thôi. Chứ nếu không mình nói lời hay tiếng đẹp, mình nói dối với lòng mình cũng ai biết đâu. Nhưng mà tại người mình cũng ngộ lắm rồi đó, giờ nghĩ sao nói vậy, có sao nói vậy. Không có ai thích, thích không thích kệ họ. Nhưng mà nhiều nhiều cái chuyện nhân tình phải thái thường lắm. Cũng tất cả bởi ra đây đồng tiền, bạc, bạc là bạc tình, bạc nghĩa, bạc như vôi. Biết bao nhiêu cái tình nghĩa thâm sâu cao rộng, nhưng cũng vì tiền vì bạc mà mất hết, làm mình cảm thấy mình thất vọng, mình buồn. Mình hồi xưa mình cãi với lắm, mình không tin, mình nói là tình nghĩa là trên hết, tiền bạc là thứ yếu thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy cuộc sống, mình thấy sự thật, những người xung quanh đối với mình thì mình thấy là mình đã sai. Tiền bạc không phải là thứ yếu đâu. Tiền bạc có khi người ta đạp đổ nhân tình, nhân ngãi, nhân nghĩa, tình cảm sâu nặng cỡ nào người ta cũng đạp hết. Vì bạc, vì tiền. Mình sai lầm, có ý nghĩ sai lầm, mình thiển cận. Giờ hiểu ra thì cũng hơi muộn. Nhưng muộn cũng còn hơn không, cũng còn thấy được như vậy. Chứ không có lầm lạc, không có u mê, không có suy nghĩ diễn vọng như ngày xưa nữa. Mà buồn, như vậy thì buồn lắm các bạn. Buồn lắm cả nhà. Mình thấy vậy mình hụt hẫng. Ai cho tôi niềm tin, không biết ai cho tôi niềm tin bây giờ. Thì thấy dân tình bây giờ, những người xung quanh mình gần gũi nhất của mình thôi, mình thấy ngày càng cực khổ. Người thì có tiền có bạc nhiều thì bệnh hoạn nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà chưa chắc mạng sống giữ được bao lâu. Một điều đau khổ rất nhiều. Một người thì nghèo quá, không có tiền có bạc gì hết, cũng bệnh nhưng không có trị bệnh. Tại đâu có tiền đâu trị bệnh, thành ra sống lây lóc tới đâu hay tới đó. Mình cũng buồn. Nên là em mua vé số đó, vé trời mua vé số để chúng đừng để giải ngân, để từ thiện cho những người thân yêu vậy thôi. Chứ giờ mình làm mình còn không đủ sống nữa, mình không đâu có mơ ước gì được nhiều nữa. Giờ mình làm mình còn không đủ cho bản thân gia đình nhỏ xíu của mình nữa, làm sao mình chi ra hơn nữa được. Nên chỉ có cầu mong là trúng số thôi, trúng số đặc biệt thôi. Bán một số hoài mà không trúng gì hết trơn, buồn quá. Bạn bè thì cũng đâu có còn mấy người đâu, không còn ai đâu. Người thân thì còn là những người vậy đó. Giờ anh chị lớn thì bệnh hoạn hết rồi, què quạt bệnh hoạn hết rồi, nghe thương quá, không biết còn được mấy năm hơi nữa. Con cháu thì cũng có đứa mừng được, có đứa cũng không, cũng vất vả, cũng thiếu thốn. Mình đâu có phải là Phật tổ Như Lai hay là Tôn Ngộ Không đâu mà dung gậy cái biến đổi mọi thứ giúp mọi người được hết đâu. Nên mình cũng u buồn, uất hận, uất ức. Bây giờ than thở hoài thì cả nhà mình còn chán nản thêm theo, không muốn nghe. Giờ nói gì, nói về đời drama Phương Hằng của mình hả? Có gì đâu nói. Bây giờ cứ chờ ngày nhà nước phán quyết ra tòa rồi xử coi làm sao. Vậy thôi, mình cầu trời khẩn Phật cho em Hằng mình khỏe mạnh, rồi ra vẫn xinh đẹp, vẫn bản lĩnh,
vẫn cứu giúp cho đời. Còn nói về tất cả cái thông tin kênh YouTube rồi hả, trời ơi bây giờ nghe riết rồi muốn xoắn não với nó luôn. Đủ thứ trên đời nói tùm lum tá la, kinh này nói gì kinh kia nói khác, tùm lum hết. Thì cũng chờ thôi, bây giờ chờ thời gian, chỉ có thời gian là minh chứng tất cả. Rồi thiền am bên bờ ruộng lúa thì cũng chờ thôi, chờ coi xét xử như thế nào, ra môn ra khoai gì không, coi niềm tin có lấy lại được không, coi có còn tin vào công đạo không, tin vào pháp luật được nữa không. Còn Diễm My hả, Diễm My thì rồi cũng không có nghe tin tức, cũng không có biết gì luôn, không biết chừng nào nó mới xuất đầu lộ diện. Chỉ có càng nói thì càng thương cho gia đình anh Thắng chị Mai thôi. Thị phi trùng trùng con người mất biệt mất tâm. Còn bây giờ mấy tháng nay nghe gì Lê Hải, Hải Như gì mà thấy trong hình đẹp lắm nha, mà bị mất tích 6 mấy ngày rồi, cha mẹ khổ sở sức đi tìm kiếm mà chưa có nữa. Thiệt là tình là tôi nói thiệt, sao thấy rối loạn quá chừng luôn đi. Mà bởi vì mấy đứa con gái xinh đẹp vậy đó mà sao nó không có lường trước đón sau, nó không thoát ra những cái cạm bẫy đó được. Nghe thấy tội nghiệp cho những đấng sanh thành quá. Người nào mà làm cha làm mẹ thương con hết lòng hết dạ mới thấy được cái nỗi đau tột cùng của người làm cha làm mẹ mà gặp vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy. Mình người ngoài thôi mà mình nghe mình còn đau xót, mình còn uất hận, huống chi người trong cuộc. Mà giờ cái xã hội này á, mênh mông thiên giả địa, gần cả 100 triệu dân lận, không có chuyện này thì chuyện kia chuyện nọ, biết làm sao mà nói bây giờ. Thì cũng phải có đủ thứ thành phần, đủ thứ chuyện xoắn não hết. Nhưng bây giờ tế bào nhỏ nhất của xã hội là từng gia đình, từng gia đình phải cảnh giác, phải bao bọc cảnh giác và phải chăm sóc giữ gìn mọi cái người thân yêu của mình trong cái khuôn khổ hết sức có thể để đừng có chuyện gì xảy ra hết. Chứ gặp phải thì còn gì đau khổ bằng, còn gì đau lòng bằng. Buồn miễn hỏng bằng công chuyện tối ngày, không rảnh thì thôi rảnh tối rồi lên YouTube xem chuyện này chuyện nọ chuyện kia, xem tin tức thì càng xem càng thấy u uất, càng thấy trầm cảm luôn, buồn quá đi. Nhưng mà cũng phải cố lên thôi, chớ biết làm sao giờ. Có những chuyện buồn dữ luôn mà còn không thể thốt lên lời luôn nữa kìa. Cũng gán cắn răng mà chịu thôi chứ biết sao giờ. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà cũng thông cảm nha. Cũng đừng có buồn bã u hoài theo một người đa sầu đa cảm như kinh người Cà Mau này nha. Tôi cũng sẽ cố lên hết sức luôn. Cũng gắng nhìn hoa giấy và cũng mỉm cười, nhưng mà cười nhiều khi rơi nước mắt. Có khi nước mắt cũng phải nuốt vào trong. Nhiều khi á, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn trời mưa thôi cũng cảm thấy ô hoài. Tại con người đa sầu đa cảm quá biết sao giờ. Cha mẹ sinh ra mình nó đã bản chất nó đã gì rồi, nhất là những ngày về chăm sóc mẹ già. Cha thì mất rồi buồn cũng vui ngoai rồi, giờ còn mẹ già 98 tuổi rồi cũng yếu lắm rồi, về chăm sóc rồi cảm thấy buồn quá, muốn níu kéo thời gian nhưng đâu có làm được. Tạo hóa đã như vậy, tự nhiên nó đã diễn ra như vậy. Tại mình không có chấp nhận với cái chuyện tự nhiên vậy thì mình đau khổ thôi, chứ đâu có làm sao được nữa. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm 1 tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Mỗi lần nhớ tới vậy thì buồn dữ lắm. Hôm qua thì vô nước biển cho mẹ xong, một tuần là vô một chai đạm.
Hôm nay thì tắm rửa gội đầu cắt móng tay đồ. Tuần trước thì vô nước biển xong thì hớt tóc. Nói chung được chăm sóc ngày nào thì mừng ngày nấy thôi. Nhìn thấy mẹ già rồi nghĩ tới cái cảnh mình cũng tới như vậy. Thôi biết nói gì nữa, giờ xin cả nhà mình thông cảm nghe. Mình xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Mình sẽ tranh thủ sẽ đăng clip nhiều hơn. Tại cả tháng nay từ ngày đi du lịch cả gia đình về rồi, con cháu nó lo học, lo hành, học thêm, học đồ, đủ thứ bận rộn hết trơn. Rồi mình không có đăng được cái clip nào mới nữa. Bữa nay có nhiều chuyện tâm sự quá, ngổn ngang tâm sự. Rồi lên clip thấy Thiền Am bên bờ ruộng lúa hì xèo xèo vậy đó, nên lên cũng tâm tình một chút, cũng thông báo cho cả nhà mình. Nếu cả nhà mình không có ai rảnh rỗi để xem thì nghe mình thông báo gì thì cũng biết sương sương. Vậy hen cả nhà, mình xin chào tạm biệt và xin chúc cả nhà mình là được vạn sự như ý. Cảm ơn 310 người đã đăng ký kênh của mình là rất là cảm ơn, và chúc cho những thành viên đăng ký kênh của mình đó gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Vậy xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại lần sau. Xin chào.